Thời gian qua, nhiều người vẫn chăn thả bò bên trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Mặc dù đã dựng hàng rào ngăn cách, nhưng nhiều đàn bò vẫn xuất hiện trong phần đất dự án, thậm chí sát mép tuyến chính của cao tốc. Anh Nguyễn Quốc Phong, một tài xế chạy trên cao tốc này cho biết, nếu bò leo lên tuyến chính, tài xế khó xử lý kịp, gây nguy hiểm. Nhiều tài xế khác cũng lo ngại tình trạng này có thể gây tai nạn nghiêm trọng. Trước đây, do hệ thống hàng rào chưa hoàn thiện, từng có bò đi vào tuyến chính, cảnh sát giao thông phát hiện kịp thời và xua đuổi. Theo ông Nguyễn Duy Lân, thuộc Công ty Quản lý và Đầu tư Xây dựng Công trình 238, một trong những đơn vị đang khai thác tạm cao tốc này cho biết, người dân dẫn bò chui qua các cống ngang vào dự án. Công ty đã lập biên bản nhắc nhở và phối hợp với địa phương tuyên truyền thêm, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn, gây nhiều khó khăn trong việc xử lý.